kiên quyết cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành cố tình chống đối, trốn tránh trách nhiệm. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái tại hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 vừa diễn ra sáng nay. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh thụ lý hơn 22.000 vụ việc, đã giải quyết xong gần 7.300 vụ, đạt 49%, với tổng số tiền hơn 6.500 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.500 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, đạt 64%. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như quy trình thủ tục thi hành án còn phức tạp, dẫn đến kéo dài thời gian thi hành án. Một số bản án tuyên không rõ hoặc không cụ thể, vi phạm về trình tự thủ tục, nên trở ngại đến quá trình thi hành án. Công tác thừa phát lại gặp nhiều trở ngại khó khăn, đặc biệt là các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành cần tập trung rà soát, phân loại các bản án, các vụ việc kéo dài để giải quyết dứt điểm, không để kéo dài hơn nữa, sẽ phát sinh khiếu nại tố cáo. Có phương án giao chỉ tiêu phù hợp với từng đơn vị, từng cấp và phải đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt trong quá trình thực hiện. Tổ chức phối hợp với các đơn vị để nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhằm đạt kết quả xuất sắc chỉ tiêu năm 2019 của ngành.